Rồi, hello cả nhà. Cả nhà thấy cục gạch rồi đúng không? Nè, cục gạch này siêu cứng luôn nha cả nhà ơi. Siêu cứng luôn nha. Tập cái tay vô là gãy tay luôn á nha. Thì cục gạch này làm sao để nó được cứng như vậy? Nó chỉ đơn giản là một cục đất thôi mà, đúng không? Một cục đất thôi nhưng mà được nung lên, nướng lên thì nó lại cứng như thế này. Thì thử hỏi, bây giờ Phương sẽ dẫn cả nhà thực hiện cái chủ đề ngày hôm nay, chính là Phương sẽ nướng cái quả banh cát của mình. À, để coi là nó có thể cứng được như thế này không nha cả nhà. Bây giờ Phương sẽ đập thử cho cả nhà xem cái này nó rất là cứng nha. Rồi, nó cứng nhưng cũng phải để thôi. Rồi, hello, Phương chào cả nhà nha. Ngày hôm nay Phương đi làm về cũng chiều rồi, nên bây giờ không có gì làm, với lại thấy mấy trái banh cát thật sự để tụi nó không như thế. Thật sự vô nghĩa lắm. Nên là Phương muốn làm một điều gì đó thì Phương nghĩ ra ý tưởng là sẽ nướng tụi nó lên để xem tụi nó có thể cứng như một cái cục gạch được hay không nha. Thì ngày hôm bữa Phương làm nó là lý do là muốn mà hy vọng cho đội tuyển Việt Nam mình giành quán quân SEA Games nha cả nhà. Thì bây giờ Phương sẽ quay mấy quả banh cát hôm bữa cho cả nhà xem. Rồi, có phải hai quả banh cát hôm bữa không cả nhà? Có phải banh cát siêu to hôm bữa không? Không phải, đây mới là quả banh cát siêu to đây. Nó nặng hơn 5kg nha cả nhà. Mà Phương không biết là nó nặng bao nhiêu nữa, tại cái cân chỉ có thể cân được 5kg thôi. Nói thật sự là nó siêu nặng luôn. Đây. Đây. Thì bây giờ Phương sẽ quyết định đem tụi nó đi nướng nha cả nhà. À, bây giờ Phương sẽ đem tụi nó đi nướng xem coi nó có thể cứng được hay không. Thì Phương sẽ nướng cái quả banh to này nha cả nhà. Đây là mấy nguyên liệu mà Phương chuẩn bị để nướng trái banh nha cả nhà. Đây là mấy nguyên liệu nè. Đây, mấy cục gạch với cái nồi siêu to luôn. Rồi đây là cái đống đống củi mà hồi tối Phương chuẩn bị với cả nhà ơi. Tại Phương ban ngày Phương không có nhiều thời gian nên là Phương phải chuẩn bị vào ban tối mới được. Thì tối chuẩn bị cả tiếng đồng hồ mới được một cái đống to như thế này nè. Tại vì Phương trừ hao lỡ một cái gì mà mình không đủ thì mình có thể mình đốt thêm luôn cả nhà ơi. Đã chuẩn bị sơ sơ rồi nè nha cả nhà ơi. Đã chuẩn bị sơ rồi nè. Rồi đây là nhân vật chính đã xuất hiện luôn. Thì Phương sẽ chuẩn bị đặt nhân vật chính vào trong đây nha cả nhà. Rồi thêm một cái nữa là tại sao Phương lại để cát vào đây? Để cát vào đây để cho quả banh nó được cố định nha cả nhà, nó nằm ngay giữa. Thì cái nhiệt lượng nhiệt xung quanh này nè, nó tỏ thì nó không bị áp vào một cái chỗ nào hết. Thì trái banh nó sẽ cứng đều nha cả nhà. Banh rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. À, còn hai thằng cu này để ngoài chơi đi, chúc có nhiệm vụ riêng cho tụi nó. Nhưng mà bây giờ Phương nghĩ ra một cái điều thú vị hơn nữa là Phương muốn làm cho gây cấn hơn nữa. Phương sẽ đổ cát nhiều hơn bình thường để chúng ta không nhìn thấy được cái trái banh này nha cả nhà. Cho đến lúc cuối cùng chúng ta sẽ dở ra để coi nó như thế nào nha cả nhà. Như vậy sẽ rất là hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ Phương sẽ đi lấy cát thêm để đổ vào cho đầy cái trái banh này nha cả nhà. Chắc phải tạm biệt cái quả banh cát của Phương rồi. Phương phải che nó lại để cho cái lần nướng banh cát này thật là gây cấn luôn nha cả nhà, là cho chúng ta sẽ không biết coi trái banh nó sẽ như thế nào. Cho đến khi mà nướng xong rồi á, nướng thật lâu rồi á, vài tiếng đồng hồ rồi, thì dở ra coi quả banh còn nguyên hay là nó sẽ trở thành như thế này nha cả nhà. Ôi cả nhà ơi, Phương đang nướng nè, Phương đang nướng mấy con ong mà. Ôi lộn, Phương đang nướng trái banh cát chuẩn bị làm nè. Mà mấy con ong ở đâu mà nó ra quá trời luôn nè cả nhà ơi. Nó bay đầy bầu trời luôn á. Nó bay nguyên khu vực này luôn, Phương quay ở đây mới thấy. Nè nó bay nè cả nhà. Nó bay cực kỳ đông luôn. Nè, bay xung quanh cái bao đấm bóc của Phương nè. Quá trời luôn cả nhà ơi, thật sự rất là nhiều luôn nha. Mà Phương thật sự không hiểu là tại sao tụi nó bay như thế này nữa. Còn cái chỗ Phương nướng đây nè, bây giờ không dám lại nướng luôn, không dám lại làm gì luôn cả nhà ơi. Rồi thật sự rất là thật sự là không biết chuyện gì luôn cả nhà. Để Phương
ngồi đãi chút xíu coi có chuyện gì nha. Nè cả nhà ơi, Phương đi lại gần hơn rồi nè cả nhà ơi. Đàn ông nó làm cái gì nè Phương không hiểu nha. Tự nhiên cái nó chui ra, đâu có ai đụng vào tụi nó đâu. Phương cũng không biết tại sao nữa, tự nhiên cái nó chui ra quá trời luôn. Rồi bây giờ nó bay vòng nên là Phương không có dám nướng này luôn nè cả nhà. Thôi cái nhà đợi Phương xíu nha. Trời ơi, quá trời luôn. Rồi cái banh đã mất rồi nha cả nhà ơi, cái banh đã biến mất rồi đó. Thấy không? Còn cái đàn ông thì giờ nó bớt rồi cả nhà ơi. Chắc có lẽ có con nào mà xâm nhập vào cái tổ nó hay gì á. Nên là nó kéo bầy đàn nó ra nó chiến gì đó. Rất là đáng sợ luôn. Bây giờ Phương sẽ bắt đầu châm lửa để nướng nha cả nhà. Nhà ơi, mấy con ong nó chuyển cái tổ từ trong cái đồ mình tập á, giờ nó chui ra ngoài này nè cả nhà. Nó chui ra ngoài đây hết rồi. Nguyên một cái ổ của nó luôn. Mà đen thui luôn nè cả nhà ơi. Siêu nóng của nhà cả nhà ơi, siêu nóng luôn. Đống củi của Phương giờ nó hết rồi nè cả nhà. Bây giờ Phương phải đi tìm thêm nha cả nhà, vừa đốt vừa tìm thêm luôn. Ý là mình chuẩn bị rất là nhiều rồi đó. Phương mới kiếm thêm đống này nữa nè cả nhà ơi. Rồi, giờ Phương sẽ bỏ thêm vào trong đây nha. Giờ lửa nó bắt đầu ít lại rồi. Để giờ Phương sẽ bỏ thêm vào đây, rất là mệt luôn. Ôi đẹp cực kỳ luôn cả nhà ơi. Cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Ôi da. Cực kỳ đẹp luôn nè. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn cả nhà ơi. Thấy không? Cực kỳ đẹp luôn nha. Bữa nay phá hoại nữa rồi cả nhà ơi. Ôi, Phương không biết cái gì mà nó nổ đóng á. Cả nhà một tin buồn cả nhà ơi. Coi cái nồi nè cả nhà. Cái nồi nó bị cháy ra luôn cả nhà ơi. Cái nồi nó bị cháy ra luôn rồi. Không biết xe bánh nó làm sao nữa. Cái này chắc mẹ mình về mẹ mình chửi chết luôn. Thôi kệ, lấy tiền mua cái nồi khác. Mà vấn đề đây là rất là tiếc cái bánh. Không biết nó có bị sao không nữa. Bây giờ Phương sẽ để đống này nó nguội nha cả nhà. Hy vọng là sẽ không sao. Để lại đây Phương quay cho cả nhà cái ổ ong nha. Nè cả nhà ơi, mấy con ong nó bỏ đi rồi nên là nó đem hết mặt đi luôn á cả nhà. Đem không chừa cái gì hết á. Đem cả gia đình nó đi luôn rồi. Này nè.
à, đem đi hết rồi. Còn bây giờ Phương thật sự không biết trái banh của mình nó sẽ như thế nào luôn cả nhà ơi, thật sự không biết luôn á. Bây giờ chắc chợ nó nguội quá cả nhà, tại vì mình không có tưới nước cho được, tưới nước vô là cũng như cũng xong phim luôn. Rồi cái gì nó nổ kìa cả nhà, hồi nãy giờ nó nổ rất là nhiều luôn nha, thấy không? Giờ nó chảy cái nồi ra luôn rồi, Phương lấy cái cây Phương khiều cái nồi là nó chảy ra luôn ấy cả nhà, nên là thôi để cho nó nguội đi. Giờ đụng vô mà nó sập xuống một cái là nó nát cái banh của mình hết, nên là mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi nha cả nhà, hy vọng những điều tốt lành sẽ đến. Rồi Phương cầu quá cả nhà ơi, giờ không biết đá banh nó như thế nào nữa. Bây giờ chắc lấy đá banh, lấy mấy đá banh nhỏ ra nghịch chơi nha cả nhà, chứ bây giờ gầu quá, nhưng mà phải đợi cho nó nguội mới đã, chứ bây giờ không, thật sự là không có dám mà lấy xuống luôn, như là rất là nóng luôn cả nhà, cái nồi nó còn tan chảy nữa mà. Nên là bây giờ Phương sẽ lấy trái banh nghịch ra, mấy trái banh nhỏ đi nghịch nha cả nhà. Nhà đợi Phương chút nha. Rồi cả nhà ơi, Phương sẽ nghịch trái banh nha cả nhà. Không biết trái banh này có thể lăn mà bể được cái quả trứng không nha cả nhà. Phương sẽ để đây nè, thành dốc rồi nha. Còn nó lăn nó có thể bể được quả trứng này không nha cả nhà. Không bể cả nhà ơi. Quả trứng rất là cứng luôn. Không bể luôn. Không bể luôn cả nhà ơi. Giờ Phương xích cái quả trứng ở đây kìa. Không bể cả nhà ơi. Không bể luôn. Không bể luôn. Rồi. Bây giờ cái quả trứng không bể thì giờ Phương sẽ lấy cái quả banh to hơn. Giờ coi mày bể không nha. Giờ sẽ Phương sẽ coi nó có thể bể không nè. Quả trứng không bể luôn cả nhà ơi. Nè, cái banh nó bị u đầu luôn nè. Cái banh bị u đầu mà quả trứng không bể luôn cả nhà. Ơi, quả trứng không bể thiệt luôn cả nhà. U hai chỗ luôn mà quả trứng không bể. U ba chỗ luôn. Bây giờ để đây nè. Đó. Nè. Coi lần này có bể không nha. Quả trứng không bể luôn cả nhà ơi. Thật sự nó là siêu trứng rồi cả nhà ơi. Siêu trứng luôn. Bây giờ Phương sẽ chơi cái khó hơn nha cả nhà. Cái góc này cao hơn nha. Phương sẽ để quả banh nhỏ này coi nó có thể tiêu diệt được cái quả trứng này không nha cả nhà. Phương sẽ lăn nó nha. Quả trứng không bị gì cả nhà ơi. Mà cái banh bị mất hết chảm rồi. Thôi giờ Phương sẽ thay đổi cái banh khổng lồ luôn. Nè, quả banh này. Liệu xem là cái quả trứng này có thể chịu nổi được không nha. Nằm xuống đây coi nè, để coi nó chịu nổi không nha cả nhà. Nó không bị gì luôn cả nhà ơi, nó hoàn toàn không bị gì luôn, nó chỉ bị lúng hơn à. Hay thiệt chứ. Bây giờ Phương sẽ để ba quả trứng luôn coi như thế nào nè. Phương chuẩn bị ba quả trứng rồi nha cả nhà. Phương lấy đất để Phương làm cho nó không chạy được luôn nha cả nhà. Cho ba con cu này không chạy được luôn. Lấy cho banh nhỏ mình thử lại lần nữa. Ba quả trứng này nó đụng nhau có thể nó sẽ gây bể đó cả nhà. Không bể cả nhà ơi. Bể đầu cái banh. Rồi bây giờ tiếp tục với cái quả này nha cả nhà. Hy vọng là sẽ lăn bể đầu mấy thằng này. Phương rất là bực mình rồi đó. Mấy cái banh cát Phương làm siêu cứng vậy mà mấy quả trứng này nó làm bể hết rồi. Tại nó không sao đâu cả nhà ơi. U đậu cái banh luôn rồi. Nó không sao hết rồi. Nó không sao hết á. Bây giờ Phương sẽ chơi một cách cực vui luôn. Phương chơi cách cực vui luôn. Cái nhà đợi Phương nha. Phương rửa sạch tụi nó cái. Rồi bây giờ Phương tiếp tục nha. Phương rửa sạch tụi nó rồi đó. Bây giờ là phiên bản trả thù nha cả nhà. Phiên bản trả thù đó. Bây giờ Phương sẽ cho quả banh cát này từ trên cao rơi xuống nha. Có bể đầu tụi nó không nha. Nó không bể luôn cả nhà ơi. Coi nhìn đầu của con này nè. Nó có sừng luôn rồi. Nó mọc sừng luôn rồi nha. Quả trứng mọc sừng luôn rồi. Thấy không? Vui thiệt. Hy sinh mấy quả banh cát cuối cùng là không có quả nào mà hạ được nó hết. Bây giờ tới quả này.
Phương không tin quả này mà không làm bể thằng cu này nè nha. Bây giờ Phương sẽ làm bể bể nó nha cả nhà. Phải trả thù mới được. Phương ghê nha cả nhà. Nó không bể rồi, không bể cả nhà ơi. Không bể luôn, nó bị lún rồi. Phương nghĩ rồi, tại vì nó có cái độ độ mềm ở dưới này nè cả nhà. Bây giờ Phương sẽ không để nó đó nữa, để nó dưới đất. Nè, Phương để nó dưới đất nha cả nhà. Cửa cái này rất là cứng luôn. Cái này mà không bể nó là nghỉ luôn á. Để cao một chút nữa luôn. Rồi cả nhà nhìn nha, chuẩn bị coi nha cả nhà. Rồi nó đã hy sinh rồi cả nhà ơi. Nó đã hy sinh rồi. Nhưng trái banh cũng hy sinh theo luôn cả nhà ơi. Rồi xong, xong phim. Rất là buồn luôn. Bây giờ mình phải đợi quả banh bự nha cả nhà. Bây giờ lửa vẫn chưa tắt nhà ơi. Gần chiều rồi. Chắc có lẽ bây giờ phải đợi tới tối luôn. Tối Phương sẽ ra mà lấy nó vô nha cả nhà. Tối nay sẽ có một điều bất ngờ hoặc là đau lòng thì để xem. Thì tối nay nha cả nhà. Cả nhà đợi Phương vào tối nay nha. Rồi bây giờ Phương sẽ lấy tay phủi ra nha cả nhà. Bây giờ nó vẫn còn rất là nóng nha cả nhà. Phương hy vọng là trái banh của mình vẫn sẽ còn nha. Rồi nó còn cả nhà ơi. Còn. May quá. Rồi trái banh mà nó bốc khói lên luôn nè cả nhà. Trái banh bốc khói lên luôn nè. Thấy ghê không? Trái banh vẫn còn nha cả nhà ơi. Niềm vui vẫn còn. Rồi rất là nóng luôn cả nhà ơi. Nó bốc khói lên nè cả nhà nhìn thấy không? Bốc khói nghi ngút luôn cả nhà. Vậy là trái banh của Phương vẫn còn. Vẫn vui. Đem vô nhà chưng tiếp. Đem vô nhà chơi tiếp nha cả nhà. Phương phủi ra như vậy được không à? Thôi cả nhà ơi. Nó rất là nóng luôn. Cực kỳ nóng luôn nha cả nhà. Nè, cả nhà thấy khói không? Khói mà nó bay kìa, bay mịt mù luôn á. Muốn phỏng tay luôn á nha. Đè sẽ sâu xuống chút là rất là nóng luôn. Nè, rất là nóng luôn á. Nó cháy đèn cái bành bên đây luôn nè cả nhà ơi. Thì may mắn là trái bành vẫn còn nên Phương sẽ đợi nó nguội và ginh vào nhà để chưng nó nha cả nhà. Chừng nó tiếp. Lần sau tìm cái gì để hủy diệt nó mới được. Rồi bây giờ Phương sẽ vào nhà nha. Rồi chào cả nhà, chào buổi sáng cả nhà nha. Thì bây giờ Phương phải đi làm sớm nên là không thể nào mà lấy trái banh ra được. Ha, nên là khi nào Phương làm về, Phương sẽ tranh thủ lấy trái banh ra quay cho cả nhà xem. Ok ha. Rồi Phương mới đi làm về nha cả nhà ơi. Thì bây giờ đây nè. Giờ Phương sẽ gỡ lên. Bây giờ nó đã nguội rồi nha cả nhà. Giờ Phương sẽ dỡ cái này lên để lấy nó ra nha cả nhà. Hy vọng là nó vẫn an toàn nha cả nhà ơi. Rồi Phương sẽ lấy nó ra nha cả nhà. Hy vọng là nó vẫn không sao nha cả nhà ơi. Hy vọng là nó vẫn không sao. Hồi tối nó rất là nóng luôn nha cả nhà. Hy vọng là nó không sao. Ây da, phải cẩn thận nha nhà ơi. Nó không sao hết cả nhà ơi. Nguyên vẹn luôn. Nè, nguyên vẹn luôn nha cả nhà. May mắn thiệt. Không biết nó có cứng hơn không nữa. Chắc có lẽ nó cứng hơn một tí đó cả nhà ơi. Giờ Phương sẽ đem vào trong nhà nha. Cả nhà ơi, Phương đã đem tụi nó lên Phương đem cái banh lên trên đó rồi nha. Vì nó đã hoàn thành sứ mệnh rất là huy hoàng của nó rồi nha cả nhà. Ngay cả cái nồi nó còn chảy mà trái banh vẫn không sao hết. Thì thật sự đây là một điều rất là vui luôn. Nên là Phương rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này. Và có lẽ bây giờ Phương sẽ kết video và rất cảm ơn cả nhà nha. Rồi, như thế thôi. Rồi, bye bye cả nhà nha.